chào anh em nhá. Chào mừng các bạn quay trở lại kênh YouTube của mình. Anh em ơi, thả diều ở dưới đồng bằng nó chán rồi. Ngày mai mình đưa các bạn lên trên núi, lên trên rừng thả diều các bạn ạ. À, đây rồi. Đây, ngày hôm nay mình đưa các bạn lên trên núi thả diều. Hay à? Đúng không? Ôi, siêu phẩm. Anh Tuấn đâu anh? Tuấn kêu đi ngủ. Ui, không chơi à? Tôi dạy tôi đi chơi à? Gió nó hướng nào anh nhỉ? Hơi nghiêng lên trên tí. À, đâm ở dưới này á? À? Không chạy lên trên kia á? Ở trên này nó là ở trên đồi các bạn ạ. Trên đồi, trên gọi là trên rừng ấy. Thế cho nên là cây cối nó mới nhiều như này. Mà nó cao như này. Bình thường ở đây anh đâm được con mấy mét? Bình thường ở đây anh đâm được con mấy mét là to nhất? 2 mét 4. Đây là dài hết. Ờ, đường dài phết đây. Thế gió nam đâm vào đâu? Gió nam đâm thẳng lên ra bên này. Hay này. Đây là một con diều hàng của nghệ nhân Đào Tiến à? Đây, nhìn phát biết ngay. Hàng của nghệ nhân Đào Tiến. À, khung nối. Khung nối nhưng mà nhìn như liền luôn. Nếu cho các bạn nhìn cái quả khung này thì lâu lâu lắm rồi thì mình mới được quay lại một con diều của nghệ nhân Đào Tiến. Nhưng mà nếu mà để mà nhìn khung các bạn ạ, khẳng định là anh em không biết nối đoạn nào luôn. Nhưng chắc nó nối giữa anh nhỉ? Người ta nối giữa đúng không? Người ta chặt vát này, chặt vát từ đoạn này. Nối cạp một đoạn này chắc phải tầm 20 phân. 20 phân thì nó mới cứng được các bạn ạ. Quả đơn của nghệ nhân nào đây anh? Bơ đơn của nghệ nhân nào đây? Đơn này không biết là Hùng nó lấy là của anh. À, hay là gì ấy. Sao anh ngồi? Ừ. Ăn này à? Ăn nèo giữa? Ăn nèo giữa ấy. Ờ. Anh hút thuốc anh rơi vào đây đúng không? Hút thuốc rơi đấy. Quả này 3 mét mấy anh? 3 mét 2. Hàng nghệ nhân Đào Tiến làm thì bụng thì nó gọi là cứ phải gọi là siêu chửa. Đấy, bụng bầu cánh cắt. Đây chắc đâm tầm này thôi nhỉ. Đấy, ngày hôm nay mình dẫn các bạn. Nào anh em bật móc loa đeo tai nghe lại nhá. Để xem mà lần đầu mình được đâm diều ở trên rừng này. Anh em chạm cánh nhỉ? Ui. Ây giời. Lên đấy. Đi lùi lại về đằng này tí bác Tuấn ơi. Cho nó đỡ bị mắc cái mọt xấu. Cho nó vươn, nó cắn gió này anh ạ. Gió bắc này, gió bắc buổi trưa này nó hay thế mà. Úi, cắn rồi đấy. Các bạn ấy ở trên này nó là trên rừng, trên đồi anh em ạ. Thế cho nên là nghe tiếng sáo dễ lắm, không như ở dưới mình tiếng ô tô nó đầy. Như đây các bạn khẳng định nghe anh em mà bật móc loa đeo tai nghe rõ một luôn. Mình sẽ im lặng để cho các bạn nghe sáo lúc nhé. Lôi xuống đây ạ. Cứ cho nó qua đi xong lôi xuống. Quả ở đây bao nhiêu anh? D90 là nghe âm rõ đấy. D90 các bạn ạ, chứ còn tầm 100 đổ ra là anh em nghe âm nó không rõ được như này đâu. Nó trầm hơn thế cho nên là mình quay cho các bạn nghe nó khó lắm. Một phát lên luôn này. Nhưng cơ bản là đâm ở trên này diều nó phải chuẩn các bạn ạ. Đâm trên này diều nó phải chuẩn, chứ diều mà nó đảo như của mình ở dưới kia thì nó ăn hết mấy cái cây kia xong mấy cái dây điện kia. Đấy, có điện không anh? Bây giờ nhá, em bảo cho dây ra nhiều vào xong tuôn hẳn ra cho nó xuống. Tuôn hẳn ra cho nó tụt ra. Ê, tuôn hẳn ra cho nó tuột hẳn ra. Không cho nó vươn nữa. Trên này cái điều như này nó là bình thường hay? Như cơm bữa thả lên nạo mắc kiểu đấy à? À rồi đấy. Nhưng mà lại vươn rồi. Như diều đây đa số chuẩn 100% phải không anh? Chứ không mà nó đảo đảo, anh bị phát nào va vào kia chưa? Đâm 10 phát nếu mà lần đầu tiên đâm diều ở trên này mình nghĩ với anh em mà nó phải... Các bạn có biết tại sao cái cây bạch đàn kia mà nó không bao giờ nó cao được, nó lớn được không?
là vì anh ba anh ấy thả diều nó phạt hết ngọn này còn đâu á, nó lớn rồi ra được. Anh ba là năm nay bao tuổi nhỉ? 35 tuổi. Đấy, chân dung một nghệ nhân 35 tuổi các bạn. Anh nghỉ Tết chưa? Anh nghỉ rồi. Anh chơi diều đến năm nay được bao nhiêu năm rồi? Anh mới chơi tầm đôi năm thôi. À, đôi năm rồi. Đợt dịch thôi gì? Bắt đầu từ cái đợt dịch. Anh Tuấn, anh đưa anh vào cái con đường này phải không? Vất vả lắm. Đây xong tí anh buộc nhà anh đâu? Đấy, anh buộc chỗ góc mít trên kia. À, gió đẹp đấy anh ạ. Cái gió nam này buổi trưa nó hay cắt gió, nhưng gió bắc này nó không cắt đâu. Mỗi tôi là bây giờ nó đang cái tầm cơn. Thời vừa nặng lắm. Em thử sờ vậy. Đây, cầm diều liền nó nặng hơn là diều lắp ghép nhỉ. Bụng nó to à? Gió như này là đều chứ. Bắn hết quận hay nửa quận anh? Bắn chắc gần hết. Nên máu. Các thầy, các thầy ở trong này thả diều máu lắm anh em, mà nó cứ phải hết quận. Hết quận xong đến lúc kéo hơi mệt. Lúc không chơi thì khi nào diều nó không cõng được nữa là thôi. Thì có phát nào anh thả được chui mây chưa? Chưa, nói chung thì chui mây ít lắm. Mây nó có ít thôi mà. Mây thì em nghĩ là mây gió bắc này là xuyên bình thường nhưng nó thấp mà. Đấy. Thả diều ở trên này nó đã được cái là rất là an toàn các bạn ạ. Nó không như dưới mình hở ra phát là mất. Đấy. Anh Yên anh hở ra cái mất cái diều, không hở phát nữa lại mất cái guồng. Ở trên này an ninh rất là cao. Với lại ở trên này cơ bản là ít người chơi diều, nó mới là ít người đi lại. Ừ. Đây, bác là chuyên buộc cốc mít đây. Rồi bác là buộc đây, rồi nào anh buộc ở nhà đúng không? Ừ. Đây thì nhà anh đây nhỉ? Ừ, nhà anh đây. Bắn hết dây cái chỗ này chắc là đến chỗ nhà Hạnh Huyên ấy nhỉ? Qua đấy rồi ạ. Đường đâm như thế này, thực tế là ở trong cái video của ngày hôm nay mình muốn cho các bạn gọi là đi trải nghiệm đâm diều ở trên đồi một chút thôi. Nhưng mà đường đâm nói chung là nó cũng khá là rộng. Em tưởng ở trên đồi nó có bị khuất gió không hay bao giờ? Ví dụ như ở dưới em ấy, mà có gió là đây có gió trước, dưới có gió sau phải không? Dưới đây có trước ấy. Dưới đây có trước á? Dưới đấy gió nó phải to hơn trên này, không trên này mới chơi được. Ừ. Ngoài đấy nó thoáng hơn trên mình đây. Em tưởng là cái đồi này nó chắn rồi đi. Tất nhiên là đồi đây, ở trên đồi thì nó cao hơn, nhưng mà cây nó nhiều, nó khuất cây nhiều. À. Kia gió đào thì mình mới thả được thôi chứ còn. Như tính ra đứng ở đây là cao hơn là đúng ở cái chỗ đồng cả. Em nhiều đấy. Ừ. Thế mà đâm mà lại khó à? Anh nào giữa đấy, hàng của nghệ nhân Đào Tiến. Con này anh mua thẳng của anh Tiến hay là mua lại? Con này Hùng nó đổi lại cho Hoàng ấy. À. Con này trị giá bao nhiêu? Đến giờ phút này cả diều cả giáo là tầm bao tiền đấy? Con này à? Ừ. Nói chung mình để chơi thôi, cho nên là cũng không phải là hàng. Tính trị giá, tính trị giá thì nó tầm bao tiền này? Con này á? À? Vào diều này. Nếu mà cả, tức là mình mua lại hay là? Đây anh mua lại, mua mới đi, tính mua mới đi. Tính mua mới, lúc mới là diều 1 triệu đấy. 3m2 1 triệu. Ừ. Là diều mới. Còn quả sáo này em nghĩ chắc nó cũng không có dưới 300 phải không? Không dưới 300. Nổ ác thế cơ mà. Đầu tiên là mình nhìn cái sáo này mình cầm thế mình thấy nó mỏng mỏng đấy, nhưng mà âm một đanh dã man anh em ạ. Gió bắc này nó là cơn mà. Nó phải gặp cơn mới lên được. Anh cứ buộc đây xong nó trao đảo này cứ đến tối. Đúng rồi, con này thoải mái, con Đào Tiến này thoải mái. Vâng, diều này đảo ác lắm. Khả năng sắp tới mình chuyển lên trên đồi mình ở, mình thả diều các bạn ạ. Chứ ở dưới mình sánh ra cái em mất. Thả diều xong có dám về ăn cơm đâu anh. Thả diều trên đồng em cứ thằng em, anh về thằng em ở lại trông. Không dòng được về đến nhà. Nhưng mà mấy anh em chơi diều mà nhìn thấy cái địa thế như thế này là rất là thích kìa. Đấy, địa hình như thế này. Cao, thoáng. Nhà anh đây thì Nam Bắc đều được hết. Đều gió bắc là vẫn ở trong nhà mình. Vâng. Của mình. Đây ví dụ như anh ở đây anh không muốn rong về nhà, chứ còn anh rong về nhà vẫn được chứ đúng không? Rong về nhà buộc thì nó hơi chật mất tí thôi. À, vâng. Cây cối đây đây. Nó ổn định. Như gió nam kia mình buộc ngay sát nhà được. Đâm có nghĩa là vẫn phải thoát qua cái ngọn cây thì nó mới vươn được đúng không? Tức là phải chạy ác ấy.
Trên này chơi căng đét em nghĩ chắc được con 4 mét. Thế thôi, cũng chỉ 4 mét đủ lại. 4 mét là căng đét. Anh Thả an tâm nhé anh Tuấn ơi, em ở Diêu dụng nhặt hộ. Đổ đứng dần đi. Đây xuống là đứng dần đúng không? Tầm này là qua rồi, xuống dưới ruộng rồi. À vâng. Đấy, tầm này thôi là đỗ rồi. Thì dấu bác này không nhất thiết phải thả cao đâu, em nghĩ như thế đấy. Anh cũng chỉ thả thêm một tí nữa là anh thôi mà. Vâng. Đấy, đây là anh Ba các bạn nhé, cùng tên với mình. Cũng là thành viên của hội Diều Sáo. Hơi bị rực rỡ luôn. Hôm qua anh về trước à? Qua lúc anh ra xong thế thôi anh đi về trước. Anh đi về với Tú à? Đâu, anh về mình mà. Tú, lúc anh vào thì Tú nó về. À lúc... Tú vào rồi anh về. Thì Tú nó vào. Tôi không biết qua Tú nó về với ai. Thế mình thích những cái con diều như này dã man anh em ạ, tại vì nó biết đảo ấy. Ví dụ như cái con diều lắp ghép của mình ở nhà là nếu mà gió nó đuối đuối như này là nó lắc nó tụt anh ạ, nó không đảo đâu. Đảo như này nó còn vớt gió. Như cái diều tre mình đấy. Đúng rồi. Diều tre nó biết đảo. Như lắp ghép thì nó tùy từng con hay sao, nhưng mà cái con của mình nó chỉ lắc thôi. Lắc rồi xong nó tụt. Con lắp ghép kia nó như này là nó tụt rồi đấy. Nó lắc phải không? Tài nhỉ, sao cái loại carbon với lại tre nó khác nhau nhiều ấy nhỉ? Hay nó cân quá, nó lắc, nó lướt ngưng nhỉ? Đây, đảo mầm đây. Lấy điện cho Hùng bảo. Đập tầm này không? Điện không thấy nghe máy. Bây giờ diều của anh lên như này phát tí mấy ông đâm vào mầm. Anh Yên anh chuẩn bị đâm mà. Chẳng anh Yên đâm cho con rồi. Chưa. Chuẩn bị đâm. Ông Trường cũng chuẩn bị thả. Đấy. Tại Trường nó thả rồi cơ. Kêu nó không được đào. Cái cây mít này mãi mãi nó chỉ bằng cái cổ tay này thôi, nó không bao giờ nó lớn được đâu em. Tại anh Ba anh hành hạ nó ghê không? Chưa buộc đây à? Chưa buộc đây. Thì này đây cũng có vết này. Không lớn được. Còi luôn. Ê, làm gì ấy? À, đây đây, đỉnh đầu thôi. Giờ mình sẽ thử trải nghiệm cầm dây nha các bạn nhé. Ồ, dây nó cũng không căng đâu. À, cái gió bắc này nó buồn cười lắm các bạn ạ. Thả dây có dài đến mấy nhá, xong mà một lúc sau gió nó quẩn. Có bao giờ anh nhìn thấy diều anh nó lên đỉnh đầu gốc dây này chưa? Có chứ. Đấy, gió bắc nó thế phải không? Nó cứ quẩn mà thả rất dài dây nhá, nó lên đỉnh đầu à. Đấy, chứ nó không chéo như này đâu. Hôm vừa rồi thả nó, con của anh Yên nó ật lên, nó lên đỉnh đầu, nó quay một vòng cho nó ật đi. Con nào mà nặng đầu tí là nó ật ngay. Ừ, bắt đầu lại có độ căng rồi. Dây của anh em sờ em thấy xước đi. Xước nhiều mà, bởi vì ở trên này anh Tuấn không nó vào và sỏi đá này. Với lại gió nam, thả gió nam nên là nó bắt tinh tinh. Đôi khi nó vào nhà người ta nhà, mấy, những cái manh ngói của mấy bà kìa, thông lại đường bê tông đây nữa. Nhưng mà đôi khi dây nó như thế này thì không sao, chứ ví dụ nó có mấu nó còn lục nữa cơ. Nhưng của anh không mấu. Trên này thả mà có mấu mà nó mắc vào cái ngạnh cây nào thì thôi lôi chết nhục. Ok anh em, thì chủ yếu trong cái video này là mình muốn gọi là cho các bạn trải nghiệm không thả diều ở dưới đồng bằng nữa. Cho anh em lên trên núi thả diều. Nhưng mà thực tế ra là nó cũng không đơn giản và không dễ như mình nghĩ các bạn ạ. Mình nghĩ là ở trên này thả nó dễ cơ, nhưng cũng không phải. Anh ấy bảo là phải qua hết mấy cái ngọn cây này. Hết ngọn cây nó mới có gió đúng không anh? Như hết cái ngọn cây là gió trên nhá. Em nghĩ là ở trên này thì nó cao này chứ. Nói chung gọi là cứ vươn được qua ngọn cây thì là hầu như là lên được. Vâng. Ơi. Thế em nghĩ chắc gió vẫn to đấy. Tức là chốt lại là dưới mình là vẫn phải gió to à. To to hơn ở trên này thì mới chơi được. Suy nghĩ của mình hơi sai. Ơ, con có nhiều của đại ca nào nhỉ? Trường. Chắc khách Trường. Ok anh em mình đi về đây các bạn ạ. Đi em chào anh nhá. Đấy. Đấy bây giờ anh Ba anh thả xong rồi là mấy đại ca kia là nhìn thấy cái là lại thả ngay ở chỗ. Chỗ mình nó là thế các bạn ạ. Thả diều là cứ phải có một ông lên trước xong ông khác mới lên sau, ông gọi là chim mồi ấy. Em về đây. Wow. Dạ. Cũng không biết là anh Yên hay anh Trường anh thả chưa nhỉ? Vâng, thế đấy để em vào chơi. Ok anh em nhé, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Đây thì nó là cái chỗ này trước mình hay đóng phim ở trong này các bạn. Đấy. Thế là cái suy nghĩ của mình nó hơi sai anh em ạ. Không phải là trên đồi mà dễ thả đâu. À đợt trước mình đưa các bạn vào Lạng Sơn ấy, có cái chỗ thả diều ở trong đồi ấy. Không ăn thua.
không được anh em ạ. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nhá. Anh em nào cảm thấy video mình hay nhớ cho mình xin một like, một đăng ký kênh, một chia sẻ kênh nhá. Bye bye.